Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chào những người Phật tử thân thương của Đạo Tràng Chùa Bửu Liên. Hôm nay Thầy có dịp về đây thăm lại quý vị, cũng chia sẻ cho quý vị một số vấn đề về Phật Pháp. Thưa quý vị chắc biết Thầy rồi đúng không? Thầy về tới lần này là lần thứ ba, thứ tư gì rồi. Tính Thầy thì rất là nói, rất là thật. Nói gần, nói xa, không qua nói thật. Mình nói thật dễ nghe, dễ hiểu hơn, đúng không? Vâng. Thì thưa quý vị, cỡ một tháng trở lại đây nữa, thì chúng tôi rất là trăn trở. Trăn trở là có những hiện tượng trên mạng và Phật tử chúng ta chạy theo rất là nhiều. Chạy theo rất là nhiều, rồi bàn tán cũng rất là nhiều. Kẻ khen người chê, kẻ nói đúng người nói sai. Thì chúng tôi cũng không dám lạm bàn chuyện trên mạng, bởi vì chuyện trên mạng là chuyện chúng tôi không biết được. Bởi vì như chẳng hạn cái sư gọi là sư Minh Tuệ đó, đi ở từ Bắc vào Nam, đi Nam vô Bắc, hay là đi nói rằng đi 6 năm, 7 năm gì đó, thì hoàn toàn chúng tôi không biết. Chẳng nếu biết chăng thì chẳng qua là biết thông tin trên mạng. Nhưng mà thông tin trên mạng thì nó gọi là đa chiều, rất là nhiều chiều. Người thì kêu ông này là chân tu, người kéo ông này là không phải. Thì vì lý do vì sao vậy? Thì bữa hôm đó vô tình tôi mới nghe sư Tuệ Khanh ông nói, ông giảng, ông nói rằng Phật tử mà sở dĩ đó mặc áo tràng chạy theo lại lục này nọ khác, chạy theo đi cho được đó, đôi lúc tới mà coi trên mạng có cái hình ảnh cái cô Phật tử chen chút vô rồi rờ cái chân của thầy, của sư Minh Tuệ đó, vuốt cái chân của sư Minh Tuệ đó rồi vuốt lên đầu của mình. Chúng tôi nói thật quý vị đó, chúng tôi cũng rất là buồn. Buồn vì Phật tử mình không hiểu gì hết. Nhiều lúc đó là chúng ta vào, quý vị biết không, chúng tôi đi chùa Bái Đính ở Ninh Bình đó. Chùa Bái Đính ở Ninh Bình. Thì chúng tôi thấy có một hiện tượng, tức là 108 tượng La Hán đó, hai cái đầu gối nó mòn lẻn hả? Là quý vị biết vì sao không? Vì Phật tử cứ tới vuốt hoài, vuốt hoài rồi cứ sờ lên đầu mình. Không biết bớt hay không bớt thì tôi không biết. Nhưng mà nó theo tôi thì nó bớt cái trí tuệ của mình. Tức là cái sáng nó mờ đi. Cái trí tuệ của mình nó mờ đi. Thầy sư Tuệ Khanh ông mới nói rằng do Phật tử chúng ta không hiểu giáo lý, và do mấy thầy không chịu dạy giáo lý. Tôi kể kỹ nha. Phật tử mình đi tu Bát Quan Trai tháng 2 kỳ, đi chùa này tới chùa khác. Và tôi bản thân tôi là giảng, đi giảng là thuộc dạng giảng sư, là giảng sư nghiệp dư đó. Mà tôi đi giảng cũng rất là nhiều, tôi chia sẻ cũng rất là nhiều. Thì tại sao Phật tử chúng ta không hiểu được giáo lý? Điều mà chúng tôi băn khoăn từ khi mà được anh Việt á, anh báo là ở đạo tràng chùa Bửu Liên á, thỉnh thầy giảng Bát Quan Trai, thỉnh thầy giảng khóa tu. Thì tôi mới trăn trở làm thế nào để cho Phật tử mình học được giáo lý. Nhưng mà cái căn bản là phải biết cách học. Biết cách học để làm gì? Để chúng ta học đâu chúng ta hiểu đó. Để chúng ta học đâu chúng ta hiểu đó. Thì bởi vì cái tình hình nó lộn xộn rồi, thành ra chúng ta hôm nay không có lộn xộn nữa. Thành ra chúng tôi giảng hơi nghiêm túc một tí, tức là hơi giáo khoa một tí. Thì nếu mà thường thì đi học á, mà giáo khoa đó, thì hay bước qua tới ngũ khoa.
À, tức là quý vị biết rồi ha, à, ngũ khoa, à, tức là cứ ngồi đó mà gặt, à, ngủ diễn buồn ngủ lắm. Thành ra hôm nay thầy mong rằng Phật tử chúng ta cố gắng đừng có ngủ ha, à, để nghe thầy chia sẻ. Mặc dù cái điều này nói ra có đôi lúc nó buồn ngủ dữ lắm ha, nhưng mà Đức Phật nói thế này nè, chúng ta không có được quyền ngủ. Này các thầy tỳ kheo, các thầy phải ít ngủ, phải ít ngủ. Khi con rắn ngủ độc nó còn ở, à, tam độc nó còn ở trong tâm của quý vị, à, thành ra khi quý vị, tâm của quý vị chưa chứng được A-la-hán, các lậu hoặc chưa được đoạn tận, thì các vị phải ít ngủ. Thành ra hôm nay ban ngày mà họ nói mình ngủ nó mà là nó nguy hiểm lắm, đúng không? Họ cái mơ giữa ban ngày, thì thầy chỉ mong quý vị như vậy. Thì hôm nay cái đề tài mà thầy muốn chia sẻ với quý vị đó là ba nguyên tắc học Phật. Ba nguyên tắc học Phật. Nếu học Phật đó, nếu quý vị muốn học Phật thì quý vị phải tuân thủ ba nguyên tắc này. À, mình đừng có phân biệt người nào, mình đừng có nói chê người này đúng, người kia sai. Không chê ông nào đúng, ông nào sai hết. Như chẳng hạn tôi nói là ông sư Minh Tuệ đó, ông đi được như thế mà tôi không đi được như thế, tôi rất là phục. Cái này nói thật là vậy, rất là phục. Nhưng nói rằng ổng là thành Phật chưa? À, ổng là chân tu chưa? Chưa, chưa biết. Chưa biết chứ không phải là, à, không biết là chưa. Mà nói rằng tôi là tôi chưa biết. Chưa biết ổng có chân tu không? À, ai chân tu không biết. Còn tôi thì nói Phật quý vị là tôi tu cái đầu. À, tôi tu đầu. À, tôi tu đầu chứ tôi không có chân tu. À, cái chân tôi không có tu bởi vì chân tôi nó bị tật, không có tu được. Thật chứ, tu đầu là tu như thế nào? Tức là khi mình tiếp xúc vấn đề gì, mình phải suy nghĩ cho nó kỹ. Phải suy nghĩ cho nó kỹ. Thì á, quý vị biết không? À, phải suy nghĩ cho kỹ để mà làm gì? Để mà nhận thức được vấn đề của nó ở đâu. À, chứ không phải là chúng ta mà cứ nghe cái là tin, nghe cái là tin, à, rồi chúng ta cứ cho mình là chân tu, à, giả tu, người này tu giả, người kia tu thật. Chả biết đâu là giả, chả biết đâu là thật. Để mở đầu á, thì thầy tặng quý vị đạo tràng chúng ta hôm nay một bài thơ. À, vâng. À, bài thơ mà thầy cũng cảm tác bữa hôm 29 tháng 5 vào lúc 7 giờ. Cái đề tài của bài thơ, cái đề của bài thơ là thật và giả. À, ở đời thật giả lộn xen. À, ở đời này là thật giả lộn xen. Người khôn sẽ biết chê khen rõ ràng. Nếu ai mà khôn là biết chê khen rõ ràng. À, cái thật quý tựa bạc vàng, còn giả lại thì lại sổ sàng bước đi. Đạo Phật vốn rất từ bi, nên thường những kẻ, nên thương những kẻ mê si lạc đường. Mong người hãy hiểu và thương, đừng gây ra cảnh đoạn trường thương đau. Nhân quả không trước thì sau, hãy mau tỉnh trí mà đưa nhau về. Giúp nhau vượt thoát sông mê, lên bờ giác ngộ, nguyện thề độ sanh. Vâng, đây là cái bài này. Bài mà thầy nói quý vị, thầy tâm niệm rất là nhiều suy nghĩ trăn trở. À, ở đời này thật giả khó phân lắm, bởi vì nó xen vô. À, dĩ nhiên, à, trong cái Phật Pháp hiện tại đó, thì quý vị biết đó, tôi nói nhiều lúc chúng tôi cái ủa buồn ghê nha. Thầy cái ông sư Minh Tuệ đó, ông biểu giữ năm giới. Thì hỏi ở đây hòa thượng có biểu quý vị giữ năm giới không quý vị? Có không? Có chứ. Khi mà quy y là đã biểu giữ năm giới rồi, đúng không? Thậm chí mỗi buổi, mỗi cái kỳ sám hối ngài đều có nhắc lại, nhắc lại một cách khôn khéo, chứ không phải lúc nhúc nào cũng nhắc là năm giới, đúng không? Đây. Đây. Thì biểu là bây giờ lâu nay chúng tôi giảng ở đây, chúng tôi cũng nói quý vị cần phải xả ly tiền bạc, bởi không, đúng không? Xả sang tham có đúng không? Có xả không? Chúng ta chưa xả.
Đấy. Nhưng mà ông, mấy ông thầy có dạy điều này không? Có. Có mà họ không kêu, họ không nói kêu. Mấy ông thầy không có dạy à, chỉ có ông này mới nói làm sáng tỏ đạo Phật đó. Đấy. Thành thử đó, là đúng chúng tôi bị oan. Nhưng mà Đức Phật dạy rồi, oan ức không cần biện bạch. Vì càng biện bạch thì càng càng thị, càng sinh ra thị, thị phi, oan trái còn chắc chầm. Do đó quý vị biết không, mà những cái vị người tu đấy, như quý vị thấy ông cụ của mình, nhà mình đang hòa thượng nhà mình đây, ông có lên mạng ông bàn cái chuyện gì của ông sư tệ không? Không có, đúng không? Không bao giờ. Tôi cũng vậy, không bàn, không chia sẻ. Và tôi kêu gọi Phật tử của mình, tất cả mọi người hãy bình tĩnh. Bởi vì mình chưa biết phân minh như thế nào cả. Chỉ biết ổng ở qua mạng, qua YouTuber, qua người này ca đấy, qua người khác ca à, người này chê, người khác chê, thì chúng ta chả biết gì hết. Thành ra chúng ta không vội khen chê nha. Thành ra đó, nhưng mà chúng ta muốn là muốn hiểu được cái việc họ nói, ai nói đúng, ai nói sai, thì chúng ta phải nắm căn bản về giáo lý nhà Phật. Chúng ta là ai? Chúng ta là Phật, Phật tử, đúng không? Chúng ta là Phật tử thì phải theo đường hướng của Phật. Như vậy, quý vị là đệ tử của ai? Quý vị là đệ tử của chùa Bửu Liên, đệ tử của chùa này chùa khác. Như vậy lâu nay quý vị quy y theo Phật, đúng không? Quy y theo Phật, quy y theo Pháp, quy y theo Tăng, quy y Tam Bảo. Mà trong đó quý vị nói rằng, bây giờ quý vị nói kìa, con là đệ tử của chùa Bửu Liên, con là đệ tử của chùa Diệu Pháp, con là đệ tử của chùa Liên Hoa, vân vân, đúng không? Chúng ta có thầy, có tổ, có nơi, có chốn rõ ràng. Đấy. Như vậy chúng ta cũng có học mỗi tháng một kỳ, hai kỳ, hoặc một tháng bốn kỳ chúng ta có học đường hoàng. Thì tại sao chúng ta không đem những cái điều chúng ta học để chúng ta so sánh, chúng ta đánh giá? Vì sao vậy? Vì khi chúng ta học mà chúng ta lại lãng đãng công việc rất là nhiều. Do đó, ba nguyên tắc học Phật của thầy muốn trao đổi hôm nay đó là gì? Văn, tư, tu. Văn là gì? Văn là nghe. Văn là nghe. Tư là tư duy, suy nghĩ. Tu là thực hành. Vậy mà có một số người nói kêu mấy thầy không có hành, mấy thầy chỉ nói không, mấy thầy không có hành. Còn cái sư Minh Tuệ đó mới hành. Gọi là họ còn nói là thầy Pháp Hòa là giảng pháp, còn sư Minh Tuệ là hành pháp. Thực ra quý vị thấy không, nếu như chúng tôi không hành thì chúng tôi đâu đi từ 3 giờ sáng tới giờ. Bữa nay nghe được giảng ở Bửu Liên mừng quá, thấy không? Tính là đi 4 giờ, 5 giờ mới đi, nhưng mà sợ 5 giờ đi sợ kẹt đường. Lỡ sao xuống dưới này bà con mình chờ, thôi 4 giờ lo đi trớt. Mà nói 4 giờ mà tới 3 giờ rưỡi dậy rồi, cái thứ ta chả cần gì, cái thứ 4 giờ kém 15 là đi rồi. Thành ra xuống tới đây mới có 7 giờ mới có 6 giờ làm quý vị phải tốn thêm bữa ăn sáng nữa ha. Thì như thế đó, nếu như vậy đương ngủ mà thức dậy có phải là khổ hạnh không quý vị? Mình đương ngủ ngon lành mà mình chịu thức dậy là có phải khổ hạnh không? Đấy là khổ hạnh đó. Nó nhiều cái thứ khổ hạnh lắm. Cái miệng mình thì nó thích ăn mặn, thích ăn thịt, thích ăn cá. Nhưng mà mình ăn cơm chay, dưa muối, có phải khổ hạnh không? Khổ hạnh, đúng không? Ở đời họ mua đen tùm lum tà la hết trơn, mình chỉ mặc một chiếc áo này thôi. Như vậy thì có phải khổ không? Khổ. Nhưng mà tại sao không gọi là khổ? Vì bởi vì chúng tôi mặc áo này, chúng tôi tự thấy nó nhẹ nhàng, giải thoát, thành ra không có khổ gì cả. Tôi nói quý vị, tôi không biết tôi có kể quý vị nghe câu chuyện tôi có một người Phật tử hồi xưa đó, lâu lắm rồi,
vào năm khoảng 93-94 các Phật tử vô chùa làm công quả, cái dự thấy mấy thầy được cúng dường trai tăng, nghe không? Anh thấy mấy thầy cúng dường được ngồi trên cúng dường trai tăng, người ta cúng dường trai tăng, người ta dâng bì thư đồ, không? Dọn thức ăn ngon rồi người ta quỳ người ta lại, chúc cho mấy thầy sướng quá, nha. Mấy thầy sướng quá, vậy là cái tôi mới nói là sướng vậy đi tu đi con, nha các thầy dạy hả? Thôi con đi tu dễ tu dễ, ở tu cứ vô tu để biết, ha. Vậy là anh kêu anh xin sư phụ anh ra anh vô xin tu. Ngay anh vô anh tu, bữa đầu thì anh còn dạy 3:30 ngay càng càng bang 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 mấy thầy cái dạy con ơi, cường dạy con, dạ anh cũng dạy. Cái dạy bữa thứ hai cái anh trở qua trở lại, cái mấy thầy đi ra xúc miệng rửa mặt, cái anh nằm ngủ lại đó ha. Cái bữa thứ ba cái là kêu anh vỗ vai anh là anh phủi tay ha. Cái rồi bữa xui cho anh bữa đó là sư phụ ông ở nhà, vậy là ông đi tuần phòng á, ông vô ông cầm cái thiền trượng vậy, anh thấy ông thấy anh nào nằm là ông quất thôi, quất anh mấy phát. Sáng ngày mô Phật, thưa thầy con về. Thưa thầy con về, đấy mới có thức khuya thôi đã không chịu nổi đấy. Thành thử ai nói rằng tu sướng thì cứ vô tu thì biết, đúng không? Còn nói rằng mấy thầy nhận tiền sướng, thưa quý vị, cái đề tài này nhận tiền sướng hay không là cái đề tài nó sẽ giảng ở chùa Kim Sơn ở Cà Mau, còn hôm nay thì chỉ chia sẻ là văn tư tu thôi. Thì nếu quý vị nào mà muốn biết điều chuyện này thì theo anh Việt đi xuống Cà Mau, không? Ngày mùng 1 tôi sẽ chia sẻ vấn đề này. Thì như vậy bây giờ mình trở lại vấn đề là văn tư tu. Văn là nghe, đúng không? Văn trung thinh phiền não khinh, này trí huệ trưởng bồ đề đề sanh, ly địa ngục xuất quả khanh, nguyện thành Phật độ chúng sanh. Tức là mỗi sáng mấy thầy mấy cô dạy hô chung đó, thì trước khi hô chung phải đọc cái kệ này. Văn trung thinh phiền não khinh, nghe tiếng chung phiền não não nhẹ, trí huệ sáng bồ đề đề sanh. Ra khỏi địa ngục nguyện độ chúng sanh. Mỗi buổi sáng người tu thức dậy đều phải nguyện như thế cả. Đấy, mỗi buổi sáng người tu thức dậy, tôi nói quý vị nghe không? Mỗi buổi sáng khi nghe chuông điện thoại, chuông báo thức nó reng, thùy miên thủy ngộ đưa nguyện chúng sanh, nhất thiết trí giác. Khắp cả mười phương, mỗi người tu khi thức dậy đều nghĩ cho chúng sanh cái trí giác ngộ, biết rõ hết cái thế gian này. Như vậy cái nghe văn là nghe. Nghe như thế nào? Nghe một cách rất là chân thành. Nghe một cách chân thành, chứ không phải nghe lỗ tai phải rồi qua lỗ tai trái nó quay. Đây, cái hiện tượng này rất là nhiều. Phật tử mình vô chùa nghe giảng rất là nhiều. Đây, nghe ông thầy ông giảng hay lắm, không? Bước ra tới khỏi cổng chùa, hỏi ông thầy bữa nay ông giảng cái gì cô? Dạ không biết. Ôi nghe ông giảng hay lắm, mà không hỏi giảng cái gì thì không biết. Quý vị nhớ nha, bữa nay nếu bước ra khỏi cổng chùa Bửu Liên hỏi rằng ông thầy Giác Chí ông giảng cái gì, thì quý vị nên nhớ cho một điều: ông thầy Giác Chí ông chia sẻ cho chúng ta 3 nguyên tắc học Phật, đó là văn, tư và tu. Từng bước một, muốn tu cho nó chính xác thì phải nghe cho nó kỹ đã, nghe cho nó rõ. Tôi nói đồng bào nghe rõ không? Rõ rồi, vậy là tốt rồi. Thấy không? Khi mình nghe rõ rồi đó, mình nghe không bị nhầm. Tôi sợ tôi nói cái giọng miền Trung quý vị nghe không có rõ, nhưng mà rất may là quý vị nghe cũng rõ, cũng đỡ ha. Tức là nghe không bị sai từ nào nha.
À, chứ đừng có nghe từ từ trời trở thành từ trời. À, tôi xin lỗi, mấy cái nói nó nguy hiểm lắm. Thành ra làm ông thầy giảng sư không có được quyền nói đớt. Không nói được, không nói đớt. À, có một số vị thầy, một cái chuyện này nói cho vui tí. Có một số vị nói cái mấy thầy ở miền Nam ra giảng thì ở chùa miền Trung Phật tử thích nghe. Nhưng mà mấy thầy miền Trung vô giảng thì là miền Nam không có nghe được, không có thích nghe. Vì có nghe được đâu ha. Bởi vì cái giọng ngoài kia nó khác lắm. Đấy. Tôi nói thật quý vị, hồi xưa mà tôi làm chùa đó, thợ tôi mà ông sư đệ tôi làm người Quảng Bình, ông đưa thợ dân con cháu ông ngoài đó vô làm giùm á, mà thợ mộc á, toàn nói tiếng Quảng Bình không. Nó nói tôi không nghe gì đâu, tôi tưởng nó ở Mỹ mới gì. Đấy, nó dặn như vậy đó. Đấy, nó thành ra được lợi thế cái miền Nam lại được cái lợi thế là nói đâu cũng nghe được hết. Thì khi chúng ta muốn học Phật thì chúng ta phải nghe cho kỹ. Đấy, nghe chữ vô thường là vô thường. Đấy, chứ đừng có nghe chữ vô thường là vô trường. Đã nói như vậy. Đấy, do đó chúng ta phải biết nghe cho nó kỹ. Mà muốn nghe cho kỹ thì phải làm gì? Phải tập trung. Phải tập trung. Đấy. Bây giờ bên ngoài đó, dù có bây giờ nó có, ví dụ chẳng hạn bên ngoài nó đương cái nghe can can sàng sàng vậy đó, mà khi ông thầy ông nói thì ông thầy ông đương giảng thì mình chỉ tập trung hướng vào nhìn vào ổng mà thôi, chỉ nghe ổng thôi, không nghe âm thanh bên ngoài. Do đó mà khi mà quý vị nghe cho nó kỹ rồi đó, thì quý vị nghe điều ví dụ chẳng hạn, ông thầy ông dạy tứ thánh đế là mình biết tứ thánh đế, chứ không khéo mình nghe không kỹ cái mình nghe cái là tứ thứ chế ha, lại là nó sai đi. Tứ thánh đế là tứ thánh đế, chứ đừng có là bốn thứ chế, nói tứ thứ chế là bốn thứ chế là không đúng, đúng không? Thành thử chúng ta nghe là nghe cho nó rõ. Muốn nghe cho rõ thì phải tập trung nghe và nghe cho nó chính xác. Nghe cho chính xác, nghe cho chính xác là tự mình nghe, chứ đừng để người ta nói lại. Này, họ nói chim bao không sợ, mà sợ thầy bàn chim, chim bao. Đấy, quý vị nghe không chịu, ngồi đây không chịu nghe, tới hầu không nhớ được cái hỏi lại người bên cạnh họ nghe mà họ không có khả năng diễn thiết. Do đó họ nói lại của mình nó khác, nó lệch đi. Họ gọi là tam sao thất bổn mà. Thành ra khi nghe phải nghe cho nó chính xác. Đấy. Cái bước nghe nó quan trọng vô cùng. Đấy. Nghe bằng tai và nghe bằng tâm của mình. Đấy. Nghe bằng tâm tức là nghe bằng tất cả sự quý trọng những điều kia chia sẻ đó. Đấy. Rồi chúng ta nghe xong rồi là tiếp theo chúng ta phải làm gì? Chúng ta nghe đó, nghe nhưng mà nghe pháp. Nghe pháp, học pháp là nghe pháp, chứ đừng nghe bên ngoài. Đấy. Nghe những người đáng nghe. Quý vị nhớ nha, những người đáng nghe, đáng tin, chứ không phải là nghe những cái người mà bên ngoài họ nói chưa có uy tín. Như chẳng hạn tôi nói rất là đơn giản, có những một số người chúng ta nghe đây, nghe không? Nghe rồi chúng ta bắt đầu suy nghĩ thử ông thầy đó ông nói đúng hay sai, và đúng trong trường hợp nào, có đúng với bản thân mình, cái pháp đó đúng cho mình để tu không. Như ông thầy ông nói rằng tam bảo, tam là ba, bảo là quý, tam bảo là ba thứ thứ quý, thấy chưa? Này, như vậy đó, tam bảo là ba thứ quý. Ba thứ quý đó là gì? Ba thứ quý đó là Phật, là pháp, là tăng. Khi mình nghe nó rõ như thế, mình hiểu rõ, mình biết, mình nghe tới Phật là mình tưởng tượng tức là Phật, đúng không? Mình nghe tới pháp, mình tưởng mình nhìn đó trước mặt mình là một quyển kinh đi, ví dụ chẳng hạn. Mình nghe tới tăng thì mình trước mặt của mình đương hiện ra một vị hòa thượng, một vị tăng. Sẵn chưa tăng đây tôi nói cho quý vị nghe. Ở trên mạng họ dùng chữ tăng đoàn nhưng mà cái chữ tăng đoàn của Phật giáo nó khác nha.
Cái tăng đoàn của họ dùng trên mạng đó, tôi không biết tăng đoàn gì, nhưng mà chữ tăng đoàn của Phật giáo là tăng đoàn như thế nào? Tăng đoàn là đoàn thể. À, tăng đoàn là tập hợp các thầy tỳ kheo. À, tập hợp các thầy tỳ kheo phải từ 10 người trở lên mới gọi là tăng đoàn. 4 người mới gọi là tăng thôi nha. Khi mà xuất gia, khi mà quý vị quy y đó, mấy thầy giảng với quý vị cái là tăng là gì? Tăng là những người đệ, những thầy đệ tử từ Phật xuất gia tu hành theo theo Phật. Đấy. Và tập thể đó từ 4 người trở lên mới được gọi là tăng. Đấy. Do đó quý vị nhận thức nó rõ ràng. Như vậy quý vị biết là tăng hay không tăng là quý vị biết liền. Như vậy đúng không? Mà tăng nó được gọi là thầy của trời người, tức là thiên nhân chi đạo sư. Tức là thầy của trời người. Do đó chúng ta mới gọi là thầy. Thầy là người thầy hướng dẫn, dẫn đường. Thầy là người hướng đạo, dẫn đường. Do đó chúng ta phải phân biệt. Nếu chúng ta biết tăng là những vị thầy đó, những vị tăng đó mới được gọi là thầy, thì những người mà không phải tăng mình có gọi là thầy không? Có gọi không? Không, mình cứ mạnh dạn lên có sao đâu. Đó, đó là nghe chưa kỹ đó. Nếu như chẳng hạn tăng là những người tu hành, mà quý vị biết tăng là nào, mấy thầy sa di đó chưa được gọi là tăng. Chưa được gọi tăng mà mới gọi là á tăng thôi. Thậm chí mấy sư bà ở chùa đó, mấy ni trưởng, ni sư đó đó, cũng chưa được gọi là tăng mà mới gọi là ni, đúng không? Mới gọi là ni trưởng đấy. Tăng là phải tập thể 4 người tu trở lên. Đấy. Mà 4 người này đã thọ cụ túc giới rồi, tức là thọ tỳ kheo, kheo giới rồi. Do đó những người nào chưa thọ tỳ kheo, người đó không được gọi là tăng. Nhưng mà tập hợp không những người không được gọi là tăng, thì có gọi là tăng đoàn không? Có không? Không, đúng không? Đúng, bởi vì mình khi mình hiểu vô đấy là mọi việc mình lý lẽ mình đó từ đó suy ra thôi, đúng không? 1 cộng 1 là 2 mà 2 cộng 2 là 4. Như vậy tăng là gì? Tăng là những người xuất gia đã thọ tỳ kheo giới, tập hợp 4 người trở lên. Như vậy quý vị thấy không? Chúng tôi thọ tỳ kheo rồi, thọ tỳ kheo giới mà một mình chúng tôi cũng chưa dám gọi là tăng mà. Do đó như thế đó. Quý vị biết tại sao một thầy tỳ kheo không được gọi là tăng không? Bởi vì không làm, có thể làm phép tự tứ được, không có chỉ lỗi cho mình được. Mà tại sao phải 4 người trở lên, quý vị biết không? Mình nè, 4 người ngồi lại, phép tự tứ là cái tháng 7, quý vị nhớ, tháng 7 là tháng tự tứ đó ha. Thì phép tự tứ là tôi đứng ra, tôi nhìn, tôi nói xin chư tăng ha, nếu thấy nghi con có lỗi thì chỉ cho con. Như vậy đó, thì còn lại 4 ông, rồi còn lại là 3 ông. Như vậy 3 ông đó thì 2 ông một ý đó thì nó mới quyết định. Như thầy nói ví dụ chẳng hạn, tôi có ví dụ chẳng hạn kia 3 ông đó, thì 2 ông nói kia ông kia có lỗi thì mới xác nhận là ông kia có lỗi. Mà một ông nói cái ông này có lỗi mà hai ông kia không phải không có lỗi, thì như vậy là ít ma là tức là làm cho cái vị bao giờ tiểu số cũng phục tùng đa số. Nó như vậy đó, do đó mới có là 4 người trở lên. Đây học là phải học căn bản như thế. Nhưng mà quý vị xin lỗi là quý vị chưa tới chỗ này thành ra, nhưng mà mình chỉ biết là tăng là những vị đã thọ tỳ kheo, thấy chưa? Tăng là những vị thì họ thọ tỳ kheo từ 4 người trở lên. Như vậy mới gọi là tăng. Như vậy mình biết rõ ràng như vậy, những người chưa thọ cụ túc, chưa thọ tỳ kheo, họ cạo đầu, họ đắp y gì kệ họ, nhưng mà nói họ là tăng là mình không chấp nhận là tăng của Phật, Phật giáo. Đấy, thấy chưa? Nói như thế thì mình phân biệt đâu là thật, đâu là giả, đúng không? Thành ra mới có gọi là người khôn khen chê rõ ràng là vậy. Cái nào nó đúng ra nó đúng, cái nào nó sai ra là phải chấp nhận nó sai. Còn nếu cái anh là tu hành theo cái kiểu gì thì cái đó là kiểu của anh. Còn tôi học
thầy tôi dạy, tổ tương truyền đến đời chúng ta như thế, thì tăng là một đoàn thể tỳ kheo từ 4 người trở lên. Như vậy một tăng đoàn tức phải là 10 người trở lên. 10 người mới đủ sức mạnh. Đấy, nó là như thế. Thì như vậy nếu mà họ dùng đúng dùng sai thì mình nhận biết ngay, đúng không? Họ đúng thì mình theo, mà họ sai thì mình không có theo. Còn họ tốt chỗ nào xấu chỗ nào kệ họ. Vấn đề là mình tốt xấu như thế nào mình tự biết, đúng không? Tôi nói thật quý vị, có nhiều lúc chúng ta ở với nhau hai vợ chồng ở với nhau cả mấy chục năm vậy, nhưng mà nó hiểu hết nhau chưa? Biết chưa? Chưa. Làm sao mới mấy ngày nó biết ông nó tu thật, ông nó tu giả, đúng không? Đúng không quý vị? Cái này tôi nói thật mình không phải nói cái chuyện chúng tôi tu thật hay tu giả, quý vị cứ theo dõi quý vị biết. Tôi nói hồi tối tôi mới bữa hôm đó tôi giảng giáo lý cho ở chùa tôi mới nói có nhiều ông đó tới 70-80 tuổi rồi đó, khi chuẩn bị mà lâm chung đó, khi mà chuẩn bị nghỉ thở và làm thinh đó, mới nói kêu vợ con về mới nói là bây giờ cái thằng mà nó đưa đò ở xuống dưới đó, cái thằng đó là con của tao đó, bây giờ mấy đứa ba về cho nó về nhận tổ nhận tông. Vậy mà mấy chục năm rồi bà vợ có biết gì đâu, đúng không? Dặn nó như quý vị, chuyện này có không quý vị? Có không? Có, đúng không? Có nhiều ông đôi lúc hàng xóm đấy mà cũng chả biết được nữa. Chứ đừng có nói là cái chuyện họ khơi khơi mà mình biết được. Người nào tu thật, người nào tu giả, chúng ta không dám đánh giá. Đúng không? Thành ra nó là chúng ta. Tại sao đó? Tại sao mà quý vị biết cái câu, có cái câu là Phật ở nhà không thờ, đi thờ Thích Ca ngoài đường không? Cha mẹ mình là đấy, cha mẹ mình chưa lại. Cái bằng cha bằng chân của cha mẹ mình chưa có khi nào mình rờ hết trơn, mà mắc gì đi rờ cái chân mấy ông thầy. Tôi nói thật chứ, chúng tôi không có đề nghị quý vị rờ chân vuốt tay vuốt chân gì của tôi hết, đúng không? Bởi vì ai tu nấy chứng, ai nghe nấy hiểu, thấy chưa? Văn mình tự là mình nghe lấy. Đấy. Rồi bước qua cái giai đoạn khi mình nghe đã rõ rồi, không? Rồi cái qua vấn đề là tư duy. Tư duy mình suy nghĩ thì cái vấn đề nó có hợp lý hay không? Cái vấn đề nó hợp lý hay không? Nhưng mà lấy cái gì đấu chiếu nó hợp lý hay không hợp lý? Thì lấy những điều mà chúng tôi chỉ nãy đó. Ví dụ chẳng hạn, họ cái tăng thì mình lấy cái tăng là tiêu chuẩn như thế nào? Thưa quý vị, bây giờ tôi nói cho quý vị nghe nha. Vô chùa công quả 2 năm tùy theo trình độ, từ 1 năm đến 2 năm hoặc từ 3 tháng, 6 tháng đến 2 năm thì mới cho xuất gia. Xuất gia xong 2 năm sau mới cho thọ sa di, đúng không? Thọ sa di xong 4 năm sau mới được thọ tỳ kheo. Như vậy lộ trình của một thầy tỳ kheo là tối thiểu là phải được 6 năm. Tối thiểu, đó là giỏi. Tôi hồi xưa tôi dốt, thành ra tôi phải 8 năm. Đấy, tôi nói thật. Đấy. Họ giỏi, họ 4 năm chứ tôi, hồi đó là tôi thanh niên rồi đó, vẫn tuy là chưa có lập gia đình, nhưng mà cũng đã là thanh niên rồi, mà phải 8 năm mới được thọ tỳ kheo. Thì như vậy nó, còn bây giờ nó, chúng ta thấy không? Chỉ cần là ra đường cạo đầu cái, quấn cái gì lên đó, tự cho là cái, mặc cái y nó, bây giờ rồi tôi nói cho quý vị nghe, cái bình bát nữa, cái bình bát đó, là được gọi là ứng lượng khí, Như Lai ứng lượng khí, tức là cái bình bát này phải được Phật tổ truyền lại. Quý vị nói kìa, Phật tổ truyền lại, hồi xưa Phật tổ truyền lại có cái y cái bát bây giờ sao mấy thầy nhiều bát như vậy? Không phải, Phật tổ truyền lại bằng cái pháp. Khi mà thọ tỳ kheo đó thì được truyền y bát. Truyền cái bát do
tam sư thất chứng mà truyền, tức là ba vị hòa thượng và bảy vị tôn chứng, là 10 vị tất cả mới truyền cho mình cái bát đó, để dùng để đi khất thực, để dùng ăn cơm. Đấy. Ứng lượng khí, tức là cái khí cụ dùng vừa đủ, cơm vật thực dùng vừa đủ. Đấy. Cái bát là nó như thế, cái y cũng cũng Phật tổ truyền lại, chứ không phải muốn đắp là đắp. Muốn đắp là đắp thì cái y đó không phải là y pháp. Cái y đó không phải là y pháp mà được tổ truyền lại. Mấy thầy khi mà đưa lên này, đưa truyền qua cái y qua cho mấy thầy Sa Di Thọ Tỳ Kheo, phải có truyền, có hòa thượng đằng đầu tôn chứng đường hoàng, ba vị hòa thượng chứng hoàng. Quý vị biết không, tôi quỳ mà tôi thọ Tỳ Kheo giới đó, là quỳ gần 4 tiếng đồng hồ mới được nhận y bát, chứ đâu phải dễ đâu quý vị, thấy không? Trước khi vào trong cái đàn giới đó, tôi lại vạn Phật, tôi lại cuốn vạn Phật đó. Ai không biết, tôi ai thì không biết, nhưng mà cuốn vạn Phật là tôi lại tới 4 lần. Mà vạn Phật, cái cuốn vạn Phật mà quý vị biết, vạn Phật nó là nó gồm 11.111 vị Phật. Khi mà lại tới mức mà hai cái đầu gối nó đổ máu đổ mũ đó. Chứ không phải là nói chuyện ông mà làm ông thầy dễ. Vậy đó mà còn tu hành, còn lên bờ xuống ruộng nữa. Sám hối cỡ đó đó mà còn nghiệp nó còn đổ lên bờ xuống ruộng nữa, chứ đừng có nói là giỡn ha. Thành thử nó là việc nó, chúng ta học, chúng ta phải học cho nghiên cứu cho nó kỹ, suy nghĩ cho nó thấu đáo. Do đó nghe là phải nghe cho nó cái nguồn tin cho nó chính thống. Như hôm nay tôi ngồi đây, trên có Phật, dưới có Phật tử, xung quanh có mấy thầy, ở trên hư không có chư thiên. Nguồn phát ngôn này là nguồn phát ngôn chính thống, đúng không quý vị? Thánh Thiên Bạch Nhật đâu có dám nói nó trái đâu, không uống lưỡi nó ra. Do đó cái nguồn mà chúng ta nghe là phải nghe cái nguồn chính thống. Như chúng ta là Phật tử, chúng ta là Phật tử thì nghe ai? Cái nghe lời của văn bản của Trung ương Giáo hội rồi, xa xôi lắm. Nghe ông thầy mình trước, đúng không? Nghe minh sư gần gũi mình trước. Ông thầy mình, ông dạy dỗ mình như thế nào mình nghe trước đã, rồi mình mới nghe cái chuyện người bên ngoài, đúng không? Âm thanh á, khi quý vị nghe rõ là quý vị ở gần quý vị nghe rõ, hay là ở xa quý vị nghe rõ? Ở gần, đúng rồi. Như vậy đó, thì chúng tôi sợ dĩ nếu ở xa thì tôi đứng ngoài đường tôi nói vô, chứ mắc gì tôi phải ngồi đây, đúng không? Như vậy âm thanh là từ gần tới xa, thì chúng ta muốn nghe rõ thì chúng ta phải cũng nghe từ gần tới xa. Nghe nguồn chính thống đường hoặc nghe nguồn tin chính thống, đừng nghe chuyện bên ngoài mà nó lăn sang làm cho chúng ta khó phân được đúng sai, rồi chúng ta lăn xả vô. Trời ơi, tôi nghe nói có một số người nó nam mô bổn sư Thích Minh Tuệ ha. Nó nhiều vấn đề, mình không, cái ông sư Minh Tuệ đó ông không có lỗi, ông sư Minh Tuệ đó không có lỗi. Ông tu, cái đường hướng của ông tu là ông xác nhận ông tu kiểu gì đó ông mình không biết, nhưng mà cái lỗi là lỗi ở Phật tử chúng ta, lỗi ở Phật tử chúng ta không hiểu biết. Quý vị biết Đức Phật, từ Đức Phật, chỉ riêng Đức Phật là vô thượng sư thôi. Còn tất cả từ Tổ Ca Diếp vân vân đều phải là có thầy có tổ. Quý vị thấy không? Thầy của Đạt Ma Tổ Sư là ai quý ông? Tổ Bồ Đề Đạt, Tổ Ba La Mật. Đấy, như vậy thầy của Ca Diếp là ai? Thầy của Ca Diếp là Thích Ca Mâu Ni. Chỉ có khi Đức Phật, chỉ có riêng Đức Phật là vô thượng sư thôi, tức là Phật không có người thầy ở trên. Bởi vì Phật tự tu tự chứng và chấp nhận đi theo con đường đó. Còn những người sau này của Phật, đệ tử Phật là phải có thầy có tổ rõ ràng,
Chứ mình đừng có nói là không có thầy có tổ. Không có thầy có tổ làm sao có lễ quy y, đúng không? À, do đó chúng ta cần phải nghe cho nó rõ. Người nào chúng ta đã xác định mà khi quy y thì chúng ta phải tìm đúng vị minh sư mà chúng ta thờ, tức là tìm đúng ông thầy sáng mà chúng ta thờ, đúng không? Đại. Như vậy thì cái nghe của chúng ta là cần phải nghe nguồn tin chính thống, cần phải nghe thầy bổn sư của mình giảng, mà không phải ở gần thầy bổn sư thì ở gần chùa nào đó nghe mấy là ông thầy trụ trì là cho đó là nguồn chính thống. Còn nếu ông thầy trụ trì mà ông phát biểu không chính thống thì cái lỗi của ông, đúng không? Con nương tựa thầy mà thầy không đúng thì cái đó là lỗi ở thầy. Con nương tựa thầy nhờ thầy dạy mà thầy dạy không đúng là lỗi ở thầy. Như vậy rồi, khi chúng ta nghe rồi, chúng ta nghe một cách đúng đắn rồi, chúng ta bắt đầu tư duy suy nghĩ về vấn đề đó có đúng hay sai. Đấy, nó đúng hay sai, nó đúng chỗ nào, nó sai chỗ nào. Một lần tôi đi, bữa hôm trước có Phật tử hỏi tôi như thế nào. Tôi kể câu chuyện là tôi về một cái làng chài ở Bình Thuận để tôi giảng. Thì tôi giảng thì tôi nói rằng đánh cá vẫn có thể phát hiện tâm được. Đấy, đánh cá vẫn có thể quy y được. Câu chuyện nó như thế này quý vị. Một hôm là tôi cùng với Phật tử đi ra chỗ cái khu làng chài mà rất là nghèo ở Ninh Thuận Bình Thuận gì đó. Thì cái sư cô nó nói than với tôi, nó là ở đây nó người ta đi làm cái nghề đánh cá không ạ, thành ra nó là người ta không có quy y Tam Bảo, thành ra con không có Phật tử thầy ơi. Tôi kêu thôi được rồi, trước khi mà phát quà đó, cô cho tôi 30 phút để tôi chia sẻ với người ta, để người ta biết như thế nào. Bởi vì ai nào mới vô cái nói là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, nghe nó sợ quá, đúng không? Tôi nói nè, khi mà tôi ngồi xuống lầu, tôi nói bà con mình đó, có một cái cơ hội được thân người là khó, mà gặp được Phật Pháp là khó nữa, đúng không? Vậy mà có cơ hội như thế này mà không chịu quy y Tam Bảo thì á, nó đánh mất đi cái cơ hội này, nó uổng lắm, ngàn kiếp khó gặp. Cái hỏi làm sao quy y Tam Bảo khi tụi con vẫn sát sanh, vẫn uống rượu. Tôi nói thế này nè, rất đơn giản thôi. Bởi vì nếu năm giữ được năm giới đó, được gọi là toàn phần ưu bà tắc và toàn phần ưu bà di. Còn nếu giữ được ba giới đó, được gọi là bán phần ưu bà tát, bán phần ưu bà di, không? Mà nếu giữ được một đến hai giới, được gọi là tiểu phần ưu bà tát, tiểu phần ưu bà di. Giới nhà Phật là biệt giải thoát, giữ được giới nào là giải thoát được giới đó. Như vậy đó, quý vị đó, quy y Tam Bảo, tức là nương tựa Phật, nương tựa Pháp, nương tựa Tăng. Đây. Nếu như đó mà chờ cho Phật tử nào cũng quy y, cũng giữ không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối nữa, thì làm sao Đức Phật độ cho vô não được, đúng không? Thì tôi nói là bây giờ thôi thì quý vị, nếu quý vị chịu quy y đó, thì sư cô sẽ quy y cho quý vị và truyền cho quý vị ba giới thôi. Quý vị người nào có muốn tà dâm, người nào muốn ngoại tình không, đưa tay tôi qua, không ai dám hết trơn, đúng không? Thì như vậy không giữ giới, không tà dâm. Người nào muốn lạc lạng không, không ai muốn lạc lạng hết, thì giữ giới, không nói dối. Như vậy rồi người nào có muốn trộm cắp không, không người nào dám trộm cắp hết trơn, thành ra thôi giữ giới ba, giữ giới không trộm cắp. Như vậy còn bây giờ mà tới làng chài mà biết họ cấm sát, không được sát sanh, làm sao được? Nhưng mà tôi nói thế này nè, quý vị cũng có thể sát sanh, cũng có thể nha, nhớ nha, cũng có thể. Nhưng mà vì cái kế sinh nhai của mình, bởi vì cái nghề nghiệp này là bây giờ
con chưa đủ niềm tin ở Tam Bảo, thành ra con chưa thể là bỏ cái nghề đó được. Nhưng mà bắt đầu, ví dụ chẳng hạn quý vị, thay vì quý vị bắt cá toàn bộ, cá lớn cá nhỏ quý vị cũng bắt hết, thì quý vị bắt những con cá lớn thôi, đúng không? Đấy. Còn những con cá nhỏ quý vị thả cho nó đi, cho nó sống thêm vài năm nữa. Như chẳng hạn mình nói rất là đơn giản, nói thì cái ông thầy ông nói ác, chứ người trẻ họ, đứa nhỏ mà nó chết, người ta tiếc thương nhiều hơn là các ông già 90, 80, 90, 100 tuổi chết, đúng không? Họ sống đủ rồi, đúng không? À, trên 60 tuổi là xem như sống đủ rồi, đúng không? Em ơi, 60 năm cuộc đời, bây giờ anh qua 61 rồi thì anh đi cũng được rồi ha. Như vậy thì vậy. Còn cái đứa nó nhỏ, nó còn mới có mười mấy tuổi thì nó giận như thế. Thì con cá nó cũng vậy, thì nó sống chưa, nó chưa biết, thì mình hãy thả cho nó sống thêm vài năm nữa. À, còn nếu như chẳng hạn mấy quý vị mà đi đánh cá mà cái mắt lưới nó nhỏ, thì cá lớn cá nhỏ như quý vị cũng bắt hết trơn. À, thành ra như vậy cái ác nó nhiều hơn. Do đó trong cái ác mình chọn cái ác, ác ít. Tu là vậy, tu là sửa, tu là bỏ bớt mà, chứ đâu phải là tu là bỏ tuyệt đối đâu. À, bỏ túc cái, phủi cái nó sạch trơn thì phủi cái mà nó sạch trơn thì thôi khỏe quá rồi, đúng không? Mình chưa phủi được. Như chẳng hạn hôm nay nè, ví dụ chẳng hạn mình đi tu tập ngày xưa đó, thì nói rằng ngày xưa mà tu bắt quan trai đó thì làm tới 24 giờ đồng hồ. Còn bây giờ nó chúng ta tu bắt quan trai thì chúng ta tu mấy giờ đồng hồ? Có 8 tiếng à, đúng không? Đây, chiều 4 giờ chiều là xả giới về rồi, đúng không? Vậy mà chúng ta bây giờ nó gia duyên ràng buộc, còn có người đi, có người không nữa. Lâu bữa đó mà có đám cưới, đám hỏi gì đó, tiệc tùng như ở nhà hàng đó, là bữa đó nghỉ đi luôn đó, sợ đi về không kịp. Đây, nói như thế. Bởi vậy khi mình tu tập, tức là mình biết tu, tức là bỏ, sửa. Thế mà sửa nó thì sửa từ từ, chứ làm sao mà sửa cách đung cái rạc là đung hết được. Như chẳng hạn quý vị thấy cái ly nước nào, nếu có uống nước thì cũng uống từ từ, chứ làm sao mà nắp một cái được, đúng không? Đúng không quý vị? Nếu đúng thì tôi uống cả nha. Đấy, cái bưng cái ly nước nó cũng vậy, bưng từ 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 cái ly, cái dĩa nó lên, chứ bưng cái rạc lên thế này nó đổ hết sao. Thành thử tu là cũng như thế. Thành ra mình đừng có chê người ta. Nhưng mà cái nào người ta làm được mà mình chưa làm được, mình phải phục. Đấy, như chẳng hạn mình chưa đi bộ được mà họ đi bộ hành được, thì mình phục. Mình chưa đi chân không được mà họ đi chân không được, mình rất là phục, phải phục, dứt khoát là vậy. Ai không phục, chứ tôi phục, tôi nói thật là vậy, rất là phục. Nhưng mà nói họ là chân tu hay thật tu thì tôi chưa nói được. Vâng, cái này nói là vậy. Đôi lúc có nhiều cái quý vị biết không, đây nè, chúng ta, cái bàn tay chúng ta đó, nó tượng trưng cho ngũ dục, quý vị biết không? Nè, tài, sắc, danh, thực, thì. Như vậy cái danh là cao nhất. Cái danh là cao nhất. Người ta bỏ hết để cầu gì? Cầu danh. Thì chưa chắc, đúng không? Anh cầu danh, anh vẫn còn dính mắt. Quý vị biết không, hồi xưa trong đạo tràng tôi, trong chùa tôi, sư phụ á, ổng tiệc thực. Rồi hồi đó cái phong trào tiệc thực nó mạnh lắm. Rồi huynh đệ thi nhau tiệc thực. Có nhiều người nhịn đói 10 ngày, có nhiều người nhịn đói 21 ngày, có nhiều người nhịn đói 1 tháng. Cái rồi cái ông sư đệ tôi, ổng cũng nghe hồi tiệc thực, huynh đệ tiệc thực đông, tiệc thực tây, ổng cũng phát nguyện tiệc thực, nhập thất tiệc thực, thanh lọc thân tâm. Như vậy anh nhịn ngày thứ nhất, cái anh nghe choáng choáng mặt ngoài rồi. Cái ngày thứ hai anh muốn chịu không nổi rồi. Cái bước qua ngày thứ ba, cái anh xuống bếp anh nấu cháo. Anh nấu một, mà anh nấu đâu ít đâu, nấu một lon gạo. Cái mấy thằng mấy đứa sư đệ nó kêu, sư huynh nó phát nguyện, sư huynh tiệc thực rồi mà sao bữa nay sư huynh nấu cháo, sư huynh tụi bay mà nói ta đấm bể mồm. Thì mày nói tao đấm chết luôn. Vì sao? Có nhiều người làm được, có nhiều người làm không được. Thì cái anh mà nhịn 3 ngày đó
Phải phục anh nhịn một tuần đúng không? Thành ra nó là như thế. Tôi nhịn nhé, tôi cũng nhịn, nhịn được có 10 ngày thôi. Thành ra tôi phục cái thằng sư đệ tôi nhịn 15 ngày. Vậy phải chấp nhận thôi. Em giỏi quá chứ anh tới 10 ngày là anh đuối rồi. Nói vậy thôi bình thường. Thì như vậy những người làm được, mình không làm được mình phải phục. Những người đi tu hôm nay, những người không đi tu được hôm nay phải phục những người đi tu hôm nay. Vậy mà không vỗ tay cho mình cái nữa. Thấy chưa? Như thế đó, thì chúng ta phải biết rằng chúng ta làm được cái gì và không làm được cái gì. Và suy nghĩ vấn đề đó mình có làm được hay không. Chứ không phải là cái chuyện gì mình thấy họ cái mình nhào vô mình làm. Thành ra nó mới có cái vụ việc mà đi mới là mấy ngày cái là bị đột quỵ chết. Đấy, đi mấy ngày mà đột quỵ chết. Thấy ông Minh Tuệ ông đi được, mình cũng đi được, nhưng mà không phải. Có nhiều người họ quay như trong chóng được, nhưng mà mình quay trong chóng quay 3 vòng là nó nhào cái ịch liền. Mỗi người sức khỏe nó khác, cơ địa nó khác, và cái khả năng chịu đựng của mình nó khác, không thể theo ai được hết. Thành ra Đức Phật mới biểu rằng tu tập như thế nào để có hạnh phúc an lạc là được. Do đó Đức Phật mới nói biểu là con đường trung đạo, chỉ cho chúng ta con đường trung đạo, không được quá khổ hạnh ép sát, cũng không được quá hưởng thụ dục lạc. Như vậy mình biết chỗ nào là trung đạo của mình. Mình muốn biết chỗ nào là trung đạo của mình là mình phải làm gì quý vị biết không? Từ suy nghĩ. Nghe ông thầy ông nói pháp hay quá, nhưng mà suy nghĩ thì cái pháp đó nó có hợp với mình hay không. Nghe ông thầy ông nói ăn chay là nó dễ thương lắm, pháp này ăn chay là nó thanh tịnh thân tâm lắm, vậy cái là mình ăn chay. Mình ăn chay cái mà mình ăn chay nó mà họ ăn chay nó thì họ là ráng họ kiếm đủ chắc họ ăn, còn mình ăn chay mà cái tật của mình là làm biếng. Vậy cứ cơm với lại muối mè làm tới, rồi cuối cùng nó bị suy nhược cơ thể. Ăn cơm muối mè còn đỡ, không có cái làm biếng đi mua muối mè sẵn đó chơi muối ớt không. Ăn cơm muối ớt riết là cũng như là đã dặn nó như thế, chứ không phải có nghĩa là anh phải suy nghĩ coi thử cái việc đó anh làm có được hay không. Tôi nói rất là đơn giản, như chẳng hạn cái ngày lễ vía Phật Quan Thế Âm, nghe họ nói là bây giờ đi lại ngũ bích danh, ôi cha ai cũng khoe con lại được 500 lại, con lại được 1000 lại. Cái rồi mình nó thì mình bị rối loạn tiền đình. Cái mình cái họ làm được, tại sao mình không làm được? Mình cũng thi vô mình lại, không? Mình lại cái cuối cùng từ chỗ rối loạn tiền đình nó dẫn qua rối loạn tiền bạc luôn. Đi bệnh viện phải rối loạn tiền bạc thôi, đúng không? Thành ra Phật có bắt mình lại đâu. Phật không bắt mình lại, chỉ kêu mình tu để mình hạnh phúc, tu sửa tâm của mình để cho mình hạnh phúc thôi. Chứ có Phật nào bắt mình lại đây là để hạ cái bản ngã mình xuống. Thành ra có nhiều người tu mà chấp. Vì sao tu mà chấp biết không? Là vì không suy nghĩ. Phải suy nghĩ cái pháp đó nó có hợp với mình không. Điều ông thầy ông nói rất là hay. Ông nói bây giờ nếu quý vị bây giờ mà không ăn cha không sát sanh đó, là quý vị sẽ được cái này được cái khác. Rồi nếu quý vị niệm Phật mà thường xuyên như vậy, ngày đêm sáu thời niệm Phật liên tục như thế, thì quý vị sẽ được lên sanh về Cực Lạc. Nhưng mà cuối cùng rồi chúng ta nghiệm, nếu như chẳng hạn chúng ta ngồi niệm Phật riết không, ngồi đó niệm Phật bất chấp gì hết, rồi cuối cùng cơm không nấu cho chồng, không nấu cho con, cuối cùng rồi Cực Lạc đâu không thấy, thấy cực khổ không, đúng không? Chứ như nó thật là như thế. Thành ra niệm Phật cũng vậy, tụng kinh cũng vậy, phải có tùy căn cơ, tùy trình độ, tùy thời gian mà nó cho nó phù hợp. Bởi vậy do đó quý vị phải nhớ căn bản của học Phật là văn tư và tu. Phải suy nghĩ cho nó kỹ, chứ đừng có làm theo cảm hứng. Không làm theo cảm hứng. Bởi vì làm theo cảm hứng, người mà muốn học Phật, muốn tu Phật cho nó đường hoàng
thì phải văn tư tu cho nó rõ ràng. Giống như người đi biển phải học cách đọc hải đồ, người đi phượt phải học cách coi bản đồ. Nếu không biết cách coi bản đồ, không biết cách đặt la bàn thì coi chừng đi lạc vào rừng sâu, chết rục ở trong đó mà không có, không biết. Quý vị biết không, ngày xưa đó người ta đi trầm, người ta không, người dân họ đi đải trầm, họ đi trầm, quý vị biết cây trầm không? Trầm á, trầm hương đấy. Có nhiều người bỏ xác ở rừng sâu là vì sao vậy? Vì họ không đủ trình độ đọc bản đồ, không đủ kiến thức. Nhưng mà vì đói nghèo quá, họ phải đi vào trong đó bươn chải, cuối cùng lạc rừng sâu. Tôi nói ông già tôi hồi xưa đó, ông đi củi ở cái núi Quan Thục đấy, mà cuối cùng á, ông đi mà ông lạc á. Ông lạc là tới ngày hôm sau ông mới về. Đấy, đâu phải dễ đâu quý vị. Thành ra mình tu Phật cũng vậy, mình phải học đường hoàng, mình phải biết đường hoàng, con đường lộ trình đó nó đi tới đâu. Đấy, chứ không phải là nó muốn đi là đi. Đấy, như hồi nãy nè, tôi xuống đây nè, Google Maps thì nó chỉ vô cái hẻm này, mà tài xế thì thấy đường hẻm này nó nhỏ quá, đường lo. Đấy, nhưng mà vào cuối cùng là tôi phải gọi lại cho anh Việt, hỏi đường nó vô được không. Anh Việt kêu được thì tôi mới vô, chứ không vô được nó giờ lỡ vô mà cái kẹt nó mới vô trời, cái hẻm nó kẹt luôn, ra không vô không được là chết ngay, đúng không? Thành ra tôi mới nói tài xế, tôi kêu thôi con đậu đây, sư phụ lậu bộ vô cũng được. Nó kêu thôi để con đi vô trong chùa có chỗ đậu. Nó kêu, có chùa thì thầy biết có chỗ đậu, nhưng mà hẻm nó vô được hay không thì tôi không biết. Đấy, nó là như thế. Mình phải cái gì nó phải kỹ. Đấy, có nghĩa là anh đi, anh phải biết con đường anh đi đến đâu, con đường đó đi như thế nào, đi trong gai ra sao, anh phải lường trước chứ. Đấy, lường trước suy, đó là con đường là và suy nghĩ cho nó chín chắn, tư duy cho nó chín chắn, cho nó đúng đắn. Đấy, chứ không phải nó cái ở tu ra. Tu mà mình hiểu mà con tu có kiểu này có thành Phật không? Còn cái kiểu này nữa nha. Tu có thành Phật không? Nhiều người cũng tu. Nhưng mà tu riết cái cuối cùng thành quỷ không à? Không có thành Phật. Là vì sao vậy quý vị biết không? Bởi vì tu theo Phật là phải phát Bồ Đề để tâm. Tức là phải phát cái tâm Bồ Đề, cái tâm cầu giác ngộ và thương yêu chúng sanh. Chứ không phải tu là cái bây giờ ô cuộc cái cõi ta bà này nó khổ quá, con vô con tu trớt cho nó khỏi khổ. Làm sao nó khỏi khổ? Đó tôi nói như hồi nãy thằng sư đệ của tôi đó, thấy không? Thấy mấy thầy được ngồi ăn trên ngồi trước sướng quá, vậy vô tu cuối cùng thấy thôi nhận tiền nó không được thôi. Đúng không? Hễ mà coi bộ nhận không được thì đừng có nhận, đúng không? Chứ nhận đâu phải dễ đâu quý vị. Thật ra quý vị ăn bữa cơm á, ăn bữa cơm của đàn na tiên thí nó nặng lắm quý vị, không phải dễ gì mà nhận đâu. Tại sao cái bữa cơm trưa được gọi là quá đường không, quý vị biết không? Biết quá đường biết không? Quá là lỗi. Đường là cái nhà mình ngồi lại để mình quan sát cái lỗi của mình. Ngồi ăn đó mà coi thử mình, cái đức hạnh của mình tròn hay khuyết mà nhận cơm này. Chứ đâu phải là ăn mà dễ, nó cái ăn chuột chật, ăn đủ thứ. Ăn mà ăn trong đó mà nhìn mồ hôi nước mắt của người ta. Ăn bát cơm mà mình nhìn thấy máu của mình, người nông dân trong đó. Có máu không? Máu sao cơm trắng, đâu thấy đỏ đâu máu, đúng không? Nhưng mà mình nhìn như thế nào? Mình nhìn cái bát cơm này, có được hạt cơm này là người nông dân phải bị đĩa cắn nè, bị mũi mầm cắn nè, đúng không? Mới đổi được bát cơm này cho mình ăn. Có nhiều người nói kìa, Phật tử hỏi tôi nó, bây giờ nó con nghe nói đi tu giờ nhận cơm không, nhận thức ăn không, không có nhận tiền. Nhận tiền là không có đúng. Tôi nói thế này nè, rất là đơn giản. Bây giờ chúng ta cùng nhau suy luận thử ha, chúng ta cùng nhau tư duy thử đúng không nha. Nếu tôi, quý vị nghe cái diễn giải của tôi mà đúng thì quý vị cho tràng pháo tay, mà nó sai thì quý vị tải chai để quý vị đừng có nghe nữa, không? Nó rất là đơn giản. Tôi hỏi quý vị nè,
Cơm nó có từ đâu? Cơm có từ gạo, đúng không? À, cơm nó có được cơm nó là từ gạo, từ nước, đúng không? Từ bếp ga hoặc là điện, đúng không? Đấy. Rồi, như vậy nó điện nó có từ đâu? Tự nhiên quý vị coi như là nhà nước họ cấp điện cho quý vị xài, quý vị không có trả tiền hả? Có không? Có. Như vậy điện là gì? Là tiền, đúng không? Gạo là gì? Gạo là tiền, đúng không? Nước là gì? Nước là tiền. Như vậy tiền gói lại thành cơm. Như vậy ăn cơm có phải ăn tiền không? Có phải không? Đúng không? Đúng thì vỗ tay cái đấy. Nói như thế. Vì sao Đức Phật cấm hàng tỳ kheo không được cầm giữ tiền bạc? Nhớ nha, cầm giữ tiền bạc. Tiền bạc, tiền chẳng qua là định lượng để đo giá trị vật chất mà thôi. À, như chẳng hạn quý vị ra, quý vị đi xe, à, đổ xăng, kêu ô xe tôi đổ xăng không phải đổ tiền. Thật ra đó là tiền. Thấy chưa? À, như vậy chẳng qua là cái giá trị vật chất của nó đo cao thấp mà thôi. Do đó người tu không được tham tiền. Nhớ nhé, kể cả Phật tử hay người tu xuất gia đều không được tham tiền. Tất cả người nào tham đều là xấu, chứ không phải là thầy tu là mới là xấu. Người nào trên đời này mà người nào tham tiền đều là người xấu cả. À, chứ không phải đợi gì là mong thầy tu. À, còn tiêu tiền, nhận tiền rồi mà tiêu tiền kiểu gì nữa? Nếu như chẳng hạn tôi nhận 100 triệu mà tôi đi mua 10 tấn gạo tôi phát, thì như vậy có phải là sai không quý vị? Không, đúng không? Đấy. Như vậy là nhận của người giàu chia cho dân nghèo. Đấy. Nhưng mà tôi nhận có 1 triệu thôi mà tôi mua thịt cá tôi ăn thì sao? Ai nhận ít, ai có tội, ai ông này nhận nhiều nè, ông này nhận ít. Như vậy mình phải tư duy về vấn đề này. Đấy, thấy chưa? Mình phải tư duy về vấn đề này chứ không phải nói à, tôi nói kìa, nói làm một phép tính ha. À, tôi kìa cái ruột nồi cơm điện đó, à, trong khi một cái nồi cơm điện đó là mua ít nhất cũng phải là 500 ngàn, à, đúng không? À, cái nồi lớn thì mua 500 ngàn, nồi nhỏ thì cho là mua 200, ha, nồi. Nhưng mà trong khi đó đó thì một cái bát mà đi khất thực á là ở chùa bán á, Ấn Tống á, à, chùa bán giùm á, phân phối là chỉ có 25 ngàn thôi. Cái nào rẻ hơn, cái nào đắt hơn? À, thấy quý vị không? À, nói như thế không phải là biện luận, nhưng mà nói như thế để chúng ta biết là mình phải cần tư duy biết việc nào đúng, việc nào sai. Chứ không phải là chúng ta cứ nghe theo trào lưu họ nói, Đức Phật nói thế này quý vị. Các vị chớ vội tin điều gì, à, dù điều đó được một số đông chấp nhận. Các người chớ có vội tin điều gì, dù điều đó là truyền thống lâu đời để lại. Thậm chí các vị chớ có vội tin điều gì, dù điều đó được nói ra từ miệng của một nhà hiền triết, mà các người hãy cố gắng nghe, suy nghĩ cho nó kỹ. Nếu điều đó không làm tổn hại, không đem đau khổ cho hiện tại và tương lai, à, đem hạnh phúc cho hiện tại và tương lai, thì nên tin vào điều đó mà làm. Đấy. Thành ra điều gì có số đông áp cho. Đấy. Có nhiều người nói kìa, thầy bây giờ thầy đừng có nói đụng chạm tới cái chuyện đó, nó vô nó dở chùa thầy á. Tôi kìa, dù nó có dở chùa, dù nó có đập nát cái chùa của tôi chăng nữa, dù nó có giết tôi chăng nữa, thì chánh pháp tôi vẫn phải nói chánh pháp, à, phải tuyên thuyết chánh pháp rõ ràng thế. Cái điều gì đúng là quý vị tôi phải nói, chứ không phải làm ông thầy tỳ kheo, ông giảng sư mà cứ sợ cứ khư giữ cái nồi cơm của mình, giữ cái chùa của mình. Giữ chùa làm gì? Chùa là một nơi để phương tiện tu học mà thôi, à, chứ không có là cái gì cả. Nếu mình tu học không đúng, nếu mình cứ lo bo xây chùa to Phật lớn, cứ bo giữ cái ngôi chùa của mình,
thì bản thân mình chết không có được, được siêu sanh. Nói thẳng là như thế. Thì người tu là phải biết chùa là một phương tiện để mà mình che nắng che mưa tu, tu tập. Mà nơi đây để có thể truyền bá được Phật, Phật Pháp. Nếu quý vị bây giờ tôi hỏi quý vị nè, quý vị bây giờ quý vị đang ngồi bờ sông, quý vị nghe tôi giảng quý vị có ra không? Ấy. Dứt khoát là không có ra đâu. À, mà trước khi mình nghe đó, mình có biết người đó đức hạnh không? Đâu có biết đâu. Mình nghe xong mình mới biết ông thầy đó giảng đúng giảng sai. Như chẳng hạn hồi sáng tới giờ quý vị có nghe tôi thì quý vị biết là ông thầy này giảng đúng hay giảng sai, đúng không? Chứ còn mà quý vị chưa nghe, quý vị chưa nghe gì hết thì quý vị chả thẩm thẩm thấu được cái điều gì hết, chưa có thể phân định được gì hết. Mà hồi sáng giờ thầy có nói sai không? Không, đúng không? Vậy thì cảm ơn quý vị. Nó là như thế. Trước khi là thầy đã nói rồi, quý vị mà quý vị cũng bị mắc lừa, thấy không? Mắc quý vị mắc lừa đó. Cái cô này là bị mắc lừa rõ ràng đó, thấy không? Tôi nói là văn tư tu, đúng không? Mà hỏi là bây giờ nếu thầy nói pháp ngoài bãi cỏ, quý vị có đang nghe không? Cái người đó là đức hạnh, biết sao họ đức hạnh mà nói, đúng không? Đấy. Mình phải nghe nè, nghe cô. Mình phải nghe cho nó kỹ. Phải nghe cho nó rõ. Như chẳng hạn đó, ví dụ như thế này là quý vị có thể nói được. Nghe cái ông thầy nó giảng hay quá, bữa nay ông về Bửu Liên ông giảng hay quá, nghe ngày mai ông giảng bên cái chùa nào gần gần đó, nghe ông giảng thôi, đi nghe cho nghe cho nó sáng ra thêm tí nữa. Đây đó, nó là như thế. Còn mình đã biết ông giảng rồi, mình biết ông đó rồi, ông nói là sao rồi. Chứ ông mà tôi nói thật quý vị, nhiều lúc chúng tôi cũng buồn lắm, không có nhiều vị đi giảng mà xin lỗi nói chuyện tào lao không à, nói chuyện tào lao không à. Nhiều người giảng, bởi vậy tôi nói bây giờ trên mạng làm Phật Pháp nó điên đảo cũng do mạng không, mắc mạng cũng do mạng không, phải nói là dạng vậy đó. Có nhiều vị giảng rất là tào lao, nói xin lỗi, tôi nói thật là rất là tào lao, nhưng mà ở dưới thính chúng vỗ tay ào ào ào. Là vì sao vậy? Vì những người đó không biết nghe, không biết nghe. Phải nghe, cái nào nên giảng, cái nào nên nói chứ, cái nào nên vui, cái nào nên thấy họ buồn ngủ quá mình chọc cho họ bớt ngủ một tí, nhưng mà không phải chọc bằng một cách thô thiển, một cách dung tục như thế được. Không thể một cách dung tục như thế được. Một cái miệng ông thầy tỳ kheo không thể nói ra ba cái chuyện lố lăng được. Dứt khoát là vậy. Cái miệng mình nói dù đôi lúc nó có tính chất là nó hơi to tiếng một tí, hơi rầy một tiếng, nhưng mà thầy tỳ kheo phải hát lên tiếng hát con sư tử, chứ không phải là của tiếng con bêu, con cáo. Không có kiểu làm, tôi nói thật, bây giờ mạng mà nó đánh, nó chửi Phật giáo là cũng do một số, nó mượn cớ đó, nó chửi. Nếu như chẳng hạn mấy ông thầy không tham tiền thì nó chửi làm chi, đúng không? Mấy ông thầy không nói chuyện sai trái thì nó đâu có nói đó. Như vậy đó, mình là Phật tử thì mình phải nghĩ rằng đó là phê phán chuyện sai, sai trái, chứ không phải phê phán gì mình. Nhưng mà tôi nói quý vị nghe, vừa rồi mà cái mạng mà nó xôn xao như vậy đó, thì Phật giáo mình cũng có những cái thiệt. Thiệt là một số Phật tử họ không hiểu, rồi họ không có chịu đi chùa. Nghe nói cái đừng có vô cúng dường này nọ khác, cái họ không vô. Còn cái đó mà vẫn có những cái lợi. Tôi nói đó, tôi nói với Phật tử tôi nè, cái Covid, dịch Covid vừa rồi đó, nó làm cho con người sống chậm trở lại, bởi vì họ thấy sanh tử trong trong giai đoạn một cái tức thời không có đâu mà, thành ra họ không có tham nhiều, họ bớt tham đi. Rồi còn mà các hiện tượng minh tuệ này, hiện tượng trên mạng minh tuệ này, thì nó cũng làm cho mấy thầy mấy cô sống kỹ trở lại, đúng không? Sống kỹ trở lại,
Mà tôi nói nhiều lúc quý vị nè, bây giờ cái này tôi phân bua cho quý vị nghe. Đôi lúc mấy vụ thế này, nhiều á, lúc mấy thầy sau xài xe sang, tôi mới giật mình, tôi nhớ lại cách đây 4 năm. Có một đứa, có một anh chàng giám đốc công ty, ảnh đem xe, ảnh tới rước tôi. Rước tôi đi cúng khai trương cho cái công ty của ảnh. Thì rước đi cúng rồi xong xuôi rồi ảnh đưa xe đi về. Thì tôi mới nói, ủa sao con? Sư phụ ngồi nằm trên chiếc, ngồi trên chiếc xe này, sao mà sư phụ thấy nó êm dễ sợ vậy? Nó êm, nó có hệ thống massage, nằm ngửa ghế, nó có massage, mỗi ghế nó coi xe là xe như xe 7 chỗ, hay xe 4 chỗ gì, 7 chỗ, 5 chỗ á. Mà mỗi ghế nó có camera đường hoàng. Mà ghế cũng như là ngồi là chỉ cần nhắn nút là nó ngã ra. Massage sướng lắm. Mà nó êm ru rồi, không có nghe tiếng động gì bên ngoài. Đi trên xe nó gần như không có nghe giọng ổ gạo gì hết trơn. Tôi hỏi con, sao đi chiếc xe này nó sướng vậy? Nó kìa dạ, sư phụ đương đi chiếc xe 6 tỷ mấy. À, 6 tỷ mấy, Mercedes. Tôi kêu trời ơi, tao đâu có biết đâu. Tôi nói, bởi vì thân tình, tao đâu biết đâu. Xe mấy đứa bay có giá trị mấy đâu, giá trị mấy đứa bay biết, tao đâu biết. Như vậy, nhưng mà tôi nói thật quý vị, nếu tôi mà tôi bước xuống xe đó, mà có ai mà nó có ác ý, nó chụp hình, nó cái ông thầy giác trí này đi xe sang, đi xe 6 tỷ mấy, đúng không? Nó như thế, đôi lúc oan, oan uổng lắm. Đấy, nó nhiều lúc bị oan. Thành ra tôi khuyên nói quý vị là, khi nghe thì phải nghe cho kỹ. Khi thấy thì phải thấy cho nó rõ ràng. Đôi lúc thấy rõ ràng đó mà còn bị oan cho mấy thầy nữa. Đây, tôi nói quý vị nè, ha. Bây giờ một số thầy nó ăn được cái mấy thầy xài sang lắm, à, thầy nào cũng ba mát hết, ha. À, nó điện thoại mà tôi nói đó, ác lắm quý vị. Phật tử tôi nó điện về nó cúng kìa, giờ sư phụ con cúng cho sư phụ, ai, à, cái điện thoại, ha. Tôi kêu thôi, sư phụ thì chỉ đơn giản nghe gọi thôi, à, không có gì nhiều đâu, đừng có nói cái hông con cúng cho sư phụ vậy. À, thôi mày có tao đương bị làm chùa mắc nợ, mày cúng tiền đi, thay vì 40 mấy 50 triệu mày sắm cái điện thoại thôi, mày cúng tiền đi. Không cúng điện thoại nói nghiệt vậy đó. Dĩ nhiên không phải nói cái ô già không cúng tiền không nhận, không phải. Bởi vì cái tùy đôi lúc mình đó, mình gặp duyên mình phải làm. Mình nếu như chẳng hạn nó, mình nói mình không nhận của nó, mình không nợ nó thì mình không đổ nó được. Khi mình đã phát tâm đổ chúng sanh thì nó như thế. Rồi còn các oan ức thế này nữa quý vị, à, có nhiều người nói mấy ông thầy tham phú phụ bằng, thấy nhà giàu vô, thấy xe hơi tới thì tiếp. Còn thấy mấy người tới, mấy người bịch ni lông đi lượm bịch ni lông đi bán vé số thì ông tiếp. Thưa quý vị, sở dĩ mà có một số như không ai không biết, nhưng mà sở dĩ đó, mà mấy thầy rót nước mời mấy Phật tử đó, mà đi ô tô tới nó để làm gì? Để lấy tiền của người ta chia cho những người đi bán vé số. Nếu như chẳng hạn những người bán vé số mà vô mình, họ ngầu với mình ngầu mình, họ mời mình mời mà uống trà, họ có uống trà đâu, đúng không? Họ vô thì họ xin, mà họ xin thì mình phải đi xin trước rồi mình mới cung cấp lại cho họ chứ. Như vậy mà đôi lúc bị oan, mấy em thầy tiếp khách sang không à, còn khách mà bán vé số được hay là lượm vé chai được vô kia, thôi ngồi đó chờ thầy đi, hoặc hỏi có chuyện gì không, hoặc có chuyện gì hỏi quay qua thôi. Bởi vì thật ra thì nó quay qua là như thế. Đôi lúc phải hạ cái bản ngã, tôi nó là đệ tử của tôi đó, mà tôi phải rót nước tôi mời nó. Bởi vì mà rót nước mời nó để tháng 7 nó cúng cho tăng gạo mới phát cho người ta được chứ. Cái này nó thiệt, đây là nó thật, đây là tâm sự trong nhà, nó thật cho quý vị nghe. Nhiều lúc bị oan mà chảy nước mắt không biết nói sao. À, chứ hỏi bản thân chúng tôi nè, ăn một ngày một bữa hai chén cơm, một dĩa rau luộc, một miếng đậu hũ, một ngày ba bữa chúng tôi chưa bàn quý vị ăn một tô bánh canh, uống một ly cà phê. Tôi nói thật, tiền làm gì cho nhiều, nhưng mà nhiều là để làm như thế, nhiều là mà để làm như thế, để chia sẻ như thế. Nhưng mà họ không biết,
Tôi nói thật chứ, không biết chùa ông thầy đó. Ông thấy xe tới, chùa ông giàu lắm, thấy xe hơi tới không à. Mà nhờ có xe hơi tới thành ra Tết mới phát được, đúng không? Mà nó như thế, có đi cúng cho nhà giàu thì mới lấy tiền chia cho dân nghèo được chứ. Chứ tiền đâu tu hành, tiền đâu ngầu cốc cốc chăn chăn hoài, ông Phật không có rải xuống cho đồng bạc nào đâu. Nếu mà tôi nói thật quý vị, nếu mà quý vị thương của tôi đốt với tiền vàng bạc tôi cũng chẳng nhận được, đúng không? Mà ông Phật ông trời, tôi nói thật hơn là tu gần hơn 30 năm này, ông Phật chưa bao giờ ông Phật ông thả tiền xuống cho tôi hết. Mà tiền đâu? Tiền là tiền như thế. Ngài tiền như thế để chia sẻ cho người nghèo. Chứ không cái rồi có nhiều người nói ông mấy ông thầy làm gì mà đi tù đi tu mà làm gì đi tụng đám lấy tiền. Ủa? Tụng đám lấy tiền bởi vì anh thỉnh tôi. Anh mời tôi thì anh pha ấy thôi, đúng không? Anh cúng bao nhiêu là cái quyền của anh, tôi đâu có đặt vấn đề đâu. Đúng không? Tôi không đặt vấn đề anh cúng bao nhiêu, anh thấy mà anh thấy tôi cúng hai ví dụ như quạt tới chỗ nào, tôi nói Phật tử thấy ông thầy ông chia sẻ hai thì quý ổng. Mà quý ổng là cúng dường cho ổng, là cúng dường cho ổng là để làm gì? Cúng dường tức là cung dưỡng để nuôi dưỡng cái pháp của ổng cho nó trường lưu. Nếu như không có tiền làm sao mà mướn xe đi từ Sài Gòn xuống đây, đúng không? Nó lại vậy thôi. Mà quý vị nghe những bài pháp này như vãng hạn, tôi nói rất là đơn giản. Nếu mà làm một bài tính, hôm nay có 30 người, mỗi người bỏ, ví dụ chẳng hạn cúng cho giảng sư, ví dụ chẳng hạn nha, tôi nói là ví dụ nha, thì cúng cho giảng sư 100 ngàn, ví dụ vậy, thì 3 triệu bạc. Thì 3 triệu bạc nó thuê xe đi 2,5 triệu rồi. Đúng không? Còn đi nó khuya, đi vào sáng 4 giờ, tức là đây xem như là đêm rồi, đúng không? Tới chiều 5-6 giờ mới tới nhà. Như vậy là 1,5 ngày rồi. Mà bây giờ hỏi quý vị một nó tính tiền công thì mới bằng công thôi, thợ hồ à. Nói như thế, mình nói là nói để cho quý vị hiểu mà thông cảm. Thực ra thì mấy thầy không có cần tiền, thực tình mà nói như thế, không có thầy nào cần tiền cả. Nhưng mà cần giúp cho người khác. Nếu như chẳng hạn người nghèo mà họ không có mắc cái nợ Tam Bảo này thì họ không có cái duyên với Tam Bảo, thành ra mình phải chia sẻ cho họ. Có nhiều người hỏi tại sao cái người đó họ có khi nào tới chùa đâu, thầy đem thầy phát gạo cho họ. Họ tới chùa họ đâu có cần nhận gạo nữa, đúng không? Quý vị bây giờ ngồi trong này có quý vị nào cần nhận gạo cứu trợ không? Không có, đúng không? Cần có chỗ để mình cho. Như vậy những người họ tới chùa họ nhận gạo đó, hôm nay họ không tới, nhưng mà kiếp này họ không tới, nhưng mà kiếp sau họ lại tới. Một niệm Nam Mô Phật đều đã thành Phật, Phật đạo. Trong kinh Pháp Hoa phẩm Phương Tiện nói rất là rõ, một niệm Nam Mô Phật đều đã thành Phật đạo. Thì họ vô chùa mô Phật cảm ơn thầy, như vậy là sau này trong từ vô lượng kiếp sau, hôm nay họ quả họ chưa trổ thì kiếp sau quả họ cũng trổ, căn duyên họ trước sau gì họ cũng trở thành Phật cả. Do đó mình chia sẻ cho người ta là mình đương cúng dường, mình bảo hộ trì cho một vị Phật tương lai đấy. Chứ đâu phải là mấy thầy kêu, mấy thầy cũng dĩ nhiên nói như thế, không phải là không có một số thầy thích chơi sao. Tôi nói có một số vị họ thích màu mè, thích bề nổi, nhưng mà đó là những vị họ chưa biết, chưa nhận thức rõ ràng. Chứ như chúng tôi nó thưa quý vị, ngồi ăn cơm khi nhận tiền quý vị để quý vị cúng dường, cứ xem như là mình giống như là có hòn đá mài vậy đó. Mà quý vị đó là người mài dao, người cầm dao, mài chừng nào thì viên đá nó còn mòn chừng đó. Thành ra càng mài thì càng mòn, mà không khéo nữa, mà nó mòn quá thì nó sao? Nó gãy. Do đó mới có cái chuyện là đi tu nửa đường gãy gánh ra nó chưa đấy. Nghe mày chưa? Chưa hả? Chưa mày thì nói thêm chút nữa hỉ. Nói như thế có nghĩa là chúng ta phải thực hành lời Phật dạy bằng cách nương tựa Tam Bảo một cách rất là chu toàn. Chứ đừng có để mà chúng ta cứ hờ hợt. Học Phật là phải học tới nơi tới chỗ, phải suy nghĩ. Tăng ra đường gặp con người, quý vị cũng có quyền thẩm tra, cũng có quyền
khảo hỏi bằng cái cách gì? Bằng kiến thức Phật học của quý vị. À, tôi nói một người mà đi giảng, đi làm thầy tỳ kheo mà giảng một tiếng Nam Mô A Di Đà không sao, không đúng. Nói kinh chú Đại Bi không hiểu chữ hai chữ Đại Bi mà đem giảng chú Đại Bi là gì? Có một người trên mạng hỏi ông sư đó, hỏi chú Đại Bi theo sư là con thấy sư là một người chân tu ha, dám đi như thế. Bây giờ con hỏi sư là trì chú Đại Bi là có lợi không? Thì tôi nghe trong cái clip đó ông sư ông trả lời là chú Đại Bi nó là dùng để mà trừ tà, giết quỷ. Thành ra người tu hành đó, mà dùng chú Đại Bi mà giết hại họ là ác, là không phải người tu. Nhưng mà ngay từ chữ Đại Bi đó là hiểu sai hoàn toàn, thành ra mới nói bậy như thế. Nói bậy như thế mà người ta lại, người ta cho là Phật mới chết chứ. Đó, cái nguy hiểm là chỗ đó, là không nhận thức. Chú Đại Bi được thế nào được gọi là Đại Bi? Nếu quý vị về coi cái clip đó, quý vị sẽ thấy. À, tôi sẽ nói. Tức là Đại Bi, tức là tâm Đại Bi rộng, rộng lớn. Dùng chú để mà chuyển tâm Đại Bi của mình, dùng tâm Đại Bi của mình để chuyển hóa tâm của người khác, để cho người khác bỏ ác làm lành, quay về nẻo thiện. Thành thử nó là không có tôi, với tôi khẳng định với quý vị rằng tất cả pháp của Phật, kinh chú của Phật, không có kinh chú nào dùng để trị tà ma quỷ quái cả. À, không có dùng để mà áp đặt người ta, không dễ áp chế người ta, mà tất cả dùng để chuyển hóa tâm thức của người ta. Chuyển hóa tâm thức của người ta từ chỗ si mê rõ ràng sáng suốt, từ chỗ ngu nghê trở thành hiểu biết, từ chỗ ác độc, từ chỗ gian tham trở thành không còn tham nữa. Như vậy chú Đại Bi là để chuyển hóa tâm của họ. Họ chưa được có cái tâm từ bi, thành ra khi họ nghe cái chú này họ chuyển hóa đó. Nhưng mà người đời đó thì mình không nghe được, không hiểu được cái chú này nó muốn nói gì. Nhưng mà khi người trì chú Đại Bi đó thì người đó phải dùng cái tâm từ bi của mình để dùng cái đó gửi cái năng lượng đến những pháp giới khác mà mình trong suy nghĩ của mình. Như vậy mình chuyển hóa người ta để người ta hướng thiện. Ví dụ chẳng hạn tôi nói rất là đơn giản, có cái đứa nó giống, nó khùng điên, giống như là ma nhập vậy. Mình cho tạm cho là ma nhập đi, tạm cho nha, tạm cho là ma nhập. Như vậy khi mình trì chú Đại Bi vào cái người này, không phải là để giết con ma con quỷ đó, mà để chuyển hóa cái tâm từ bi của con ma con quỷ đó, để rồi con ma con quỷ nó giác ngộ, nó tu tập, chính bản thân nó tu tập, rồi nó rời khỏi con người này. Đây là phương pháp. Rồi. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thường.